để thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp EU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC cũng như để hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Từ tháng 7 năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 100% kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và kinh phí thuê bao năm đầu tiên cho tất cả các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, với tỷ lệ lắp đặt 554 trên 609 tàu cá. Để giám sát chặt chẽ sản lượng và việc thực hiện ghi chép nhật ký khai thác, Ban Quản lý Cảng Cá và Âu Thuyền Thọ Quang đã tuân thủ nghiêm việc kiểm tra kiểm soát tàu cá ra vào cảng bốc dỡ hải sản theo đúng quy định của luật thủy sản, cũng như các quy định theo khuyến nghị của EC về đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, 8 tháng đầu năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản của các tàu cá Đà Nẵng ước đạt 28.500 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó chủ yếu là cá các loại đạt 24.000 tấn, tôm hơn 1.000 tấn, thủy sản khác trên 3.000 tấn.